cô Lan Gia. Xin lỗi, tôi uống nhiều quá rồi. Tôi hỏi anh, tôi có đẹp không? Hả? Tôi có đẹp không? Đẹp. Anh có thích tôi không? Anh có thích tôi không? Tôi hỏi anh có thích tôi hay không? Đây là lần đầu tiên em thấy anh căng thẳng như vậy. Trông cậy vào cậu đó, chàng trai trẻ. Lồng tiếng tại iFilm TV.
Lê Chi. Dạ. Đi kiểm đếm cá cược, đưa toàn bộ tiền tới phủ tướng quân. Hội trưởng, chuyện tiền thu được, không giữ lại đồng nào, đưa hết tới phủ tướng quân. Rõ. Nể phục, nể phục. Chúc mừng hội trưởng thắng lợi trong đấu võ. Vẫn phải cảm ơn anh Bách đã bố trí giúp đỡ. Nếu không, tôi đã phải chuẩn bị quan tài. Ôi trời, ông nói gì vậy? Ba công này thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu ông. Tôi chờ hợp tác với ông lâu lắm rồi đó. Tôi thấy vinh hạnh vì được yêu quý. Chỗ chúng tôi nhỏ, người nghèo chí ngắn, chỉ sợ làm lỡ việc kinh doanh của anh Bách. Ông coi. Hội trưởng, anh Bách muốn gắn thêm dây cáp điện, chính thức triển khai nghiệp vụ điện tính. Sau này mọi nhà đều có thể xài điện thoại, thậm chí còn có thể xài điện thoại cầm tay. Chuyện này cũng là nghĩ cho lợi ích của người dân Pa Công. Chắc là cậu cũng được lợi không ít đúng không? Anh Bách, chuyện kinh doanh hôm khác hãy bàn. Cho phép tôi đi coi võ sĩ của tôi ra sao rồi. Xin phép. Không sao, hôm khác bàn. Anh tỉnh rồi sao? Lan gia, chúng ta thắng rồi. Anh đã làm được. Bây giờ người ở Ba Công đều biết Quyền Dương mới tên là Quân Tan. Chị anh cũng biết đúng không? Chắc chắn chị ấy sẽ biết. Anh bị thương rất nặng, chắc là phải nghỉ ngơi một thời gian rồi. Anh ta dùng vũ khí. Anh đúng là anh hùng của em. Đức Vinh đâu? Anh không thấy anh ấy. Em cũng không biết. Em không thấy anh ấy. Ba. Hội trưởng. Vết thương của Quân Tan chắc không sao chứ? Đã không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian. Vậy thì tốt. Quy tắc cũ. Con đi đi. Dạ. Cô ấy đi đâu vậy? Con bé chỉ đi làm chút việc nhỏ. Chàng trai trẻ, tốt hơn là cậu hãy mau dưỡng thương cho khỏe. Tiếp theo, còn chuyện quan trọng hơn, tôi đang định nhờ vả cậu. Được. Lên đường đi. Cậu
từ từ thôi. Tới rồi, Quyền Dương tới rồi. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Quyền Dương của chúng ta, ngồi đi. Cảm ơn. Hội trưởng, có phải chúng ta nên chúc mừng cho cậu Quên Tan không? So với chúc mừng, tôi cho rằng tiếp theo đây, Quên Tan sẽ càng yêu thích món quà mà Lan Gia chuẩn bị cho cậu ấy. Còn quà nữa sao? Đương nhiên rồi. Có khi nào em gạt anh không? Sao mọi người tìm được chị tôi vậy? Em đã tìm rất lâu. Tìm thấy chị ấy trong một vườn anh túc ở Tam Giác Vàng. May mà chị ấy vẫn khỏe mạnh. Cô hai đã nghĩ rất nhiều cách mới cứu được chị ra ngoài. Em à, ơn nghĩa của cô hai, chúng ta không được quên. Quá trình có hơi trắc trở. Tuy nhiên, những chuyện đó đều không quan trọng nữa. Nhưng mà chị ơi, vì muốn tìm chị, Quân Tan đã bất chấp tất cả. Không biết anh ấy đã đi quãng đường bao xa, chịu đựng bao nhiêu vất vả. Nhưng cũng chính vì chị mà em với anh ấy mới có thể gặp nhau. Quân Tan xả thân giúp đỡ Hiệp hội Thương mại Mojin. Thực tình nếu phải nói câu cảm ơn thì phải là hai cha con tôi mới đúng. Không đâu hội trưởng, nếu không nhờ có ông, không nhờ có Lan Gia, không biết tới bao giờ tôi mới tìm được chị gái. Sao em lại gọi thẳng tên cô hai? Thì là Lan Gia mà. Hai đứa. Cô hai, em trai tôi không biết gì hết. Nếu như thằng bé làm gì chọc giận cô, chị à, gì mà em không biết gì hết, em đâu phải là con nít. Bây giờ Quân Tan rất nổi tiếng. Cậu ấy là quyền dương của Ba Công. Có rất nhiều cô gái mê đắm cậu ấy. Là như vậy sao? Không không, không phải đâu. Không có con gái. Anh chỉ thích một mình em. Anh sẵn sàng làm mọi chuyện vì em. Vậy nếu em muốn anh mãi mãi ở bên em thì sao? Anh muốn cùng chị mãi mãi sống bên em. Thằng bé ngốc, em nói gì vậy? Quên Tan, cậu còn nhớ tôi từng nói với cậu rằng tôi còn có chuyện quan trọng muốn nhờ vả cậu không? Bây giờ chị của cậu cũng có ở đây, vậy thì tốt quá rồi. Có câu nói chị gái như mẹ. Chuyện tôi muốn nhờ vả cậu là cậu phải cố gắng chăm sóc Lan Gia, cưới con bé về nhà. Phim được dịch và lồng tiếng tại Ba Phim TV. Được. Được. Được gì mà được? Em quên quy tắc của quê mình rồi sao? Còn không mau xin hội trưởng. Mau, quy tắc. Hội trưởng, cầu xin ông gả Lan Gia cho tôi. Tốt. Đứng lên trước đi. Cậu vẫn đang bị thương đó. Hai đứa đều có tình cảm với nhau. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi hả Lan Gia? Dạ.
Anh sẽ tốt với em cả đời. Chị ơi, em dẫn chị đi gặp anh em tốt của em, chị chịu không? Sau đó báo tin mừng của chúng ta cho họ biết. Anh em tốt. Em à, sao em gặp được nhiều người tốt quá vậy? Đúng vậy, có Tiêu Đức Vinh, rồi còn bác sĩ Diệp với Bự Con. Chẳng phải em nói với anh rồi sao? Đức Vinh cũng bị thương, cần được chữa trị. Hôm qua anh cũng gọi điện thoại cho bác sĩ Diệp. Có phải cô ấy cũng dặn anh phải cố gắng dưỡng thương, không được đi lung tung không? Anh chỉ muốn nói chuyện với họ. Anh đó, tới bây giờ vẫn không hiểu nhân tình thế thái. Anh thử nghĩ đi, tuy rằng bây giờ anh đã tìm được chị, nhưng mà Đức Vinh vẫn chưa tìm được Mạc Thanh Nhàn. Bây giờ anh tới gặp anh ấy, có phải càng khiến anh ấy buồn hơn không? Em nói đúng không chị? Đúng. Với lại, tuy là chị không bị thương, nhưng mà mấy năm nay chị đã chịu đựng rất nhiều cực khổ. Em cho rằng chị ấy cũng cần được nghỉ ngơi điều dưỡng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, tốt nhất là hai chị em anh đừng đi đâu hết. Hãy ở lại đây trò chuyện với nhau đi. Tất cả xin nghe theo cô hai. Anh về rồi hả? À đúng rồi, hôm qua Quân Tan tính tới tìm hai người, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại, không trách tôi chứ. Cứ để cậu ấy yên tâm dưỡng thương đi. Chắc chắn anh ấy sẽ được ăn uống no say. Sao đây? Chê đồ ăn ở chỗ tôi không ngon sao? Đồ ăn ngon anh có ăn được không? Tôi đói tới ốm luôn rồi, đúng lúc được giảm cân. Hay là như vậy đi, sau này tôi sẽ truyền dinh dưỡng cho anh, vừa giảm được cân, lại không cần ăn cơm, đỡ được tiền chữa răng. Vậy không được. Tôi có tiền, cô phải mời bác sĩ nha khoa cho tôi. Vậy sau này cậu đừng gọi là sống bự nữa, gọi là răng vàng đi. Tôi không rảnh nói khùng điên với hai người, tôi đi làm việc đây. Tôi cũng đi đây. Anh đừng đi. Anh đọc đi. Cậu không biết đọc sao? Anh đọc cho em nghe đi, em không biết chữ. Vậy sao cậu coi từ nãy tới giờ? Anh đọc cho em nghe đi. Hai người quay về thuyền. Lái thuyền và hai chàng trai trẻ đã ra sau thuyền ngủ. Quách Tĩnh nói bên tai Hoàng Dung: "Muội ngủ đi, ta canh chừng hắn." Điều tra kỹ chưa? Điều tra kỹ rồi, là phụ nữ. Đang ở đâu? Chuyện này không rõ. Nhưng tôi điều tra ra được chuyện khác. Thú vị lắm. Đi, canh chừng kỹ cô ta cho tôi. Thật ra cũng không cần hội trưởng huy động mọi người tới đây xin lỗi. Tôi liều mạng với Băng Hoa La hoàn toàn là vì bản thân tôi. Nếu Quân ta không nói chuyện của cậu cho tôi biết, thì tôi cũng không dám tin cậu tài giỏi tới như vậy. Đúng vậy. Lúc bác sĩ Diệp gọi điện thoại tới Trang Viên cầu cứu, hội trưởng liền kêu tôi lập tức dẫn người tới cứu cậu. Lúc đó tôi còn nghĩ phải đối phó với Gia Tuân kiểu gì. Thật không ngờ, chỉ một mình cậu mà đã khuất phục được tất cả chúng. Cậu Tiêu, cậu lợi hại lắm. May mà chúng ta là bạn chứ không phải là kẻ thù. Bây giờ khắp Ba Công đều đang đồn đại chuyện của hai cậu, nghe thần kỳ lắm. À phải, thương tích của Quân Tan sao rồi? Vết thương của Quân Tan không đáng ngại. Thật ra lần này chúng tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết một tin vui. Quân Tan với Lan Gia sắp đám cưới rồi. Sao vậy? Anh không mừng cho anh ấy sao? Không, chúc phúc cho hai người. Chắc là cậu vẫn chưa biết Quân Tan đoàn tụ với chị gái rồi.
Cái gì? Quân Tan đã tìm được chị gái. Cậu ấy tìm được chị gái rồi sao? Chị của cậu ấy cũng đồng ý đám cưới này. Tôi nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện đã ổn định, chi bằng vui càng thêm vui. Đám cưới sẽ được tổ chức vào 2 tuần sau. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Mấy ngày vừa qua, mọi người đều đã mệt rồi. Đúng rồi, tìm được chị của cậu ấy ở đâu? Thêm vài ngày nữa, vết thương của Quân Tan khỏe hẳn, cậu ấy sẽ đưa chị gái tới gặp cậu. Tới chừng đó, cậu cứ việc hỏi cô ấy. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Được. Vậy là hai anh em chúng tôi không uổng công tới Ba Công. Đúng rồi. Vậy là Quân Tan sẽ ở lại đúng không? Ba mẹ của Quân Tan đã mất, chỉ còn có một chị gái. Sau này trang viên Mô Trinh chính là nhà của họ. Cậu yên tâm đi. Bây giờ băng Hoa La đã sụp đổ hoàn toàn. Mấy ngày nay chúng tôi đang bận rộn thanh trừng tàn dư của băng Hoa La và tiếp quản việc kinh doanh của hắn. Tướng quân mới nhậm chức, sẵn lòng cùng tôi quản lý Ba Công. Tôi tin rằng sau này nơi này sẽ ngày càng tốt hơn. Còn về Gia Tuân, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm ra hắn. Mong được như lời hội trưởng nói. Mấy hôm nay giống như một giấc mơ vậy. Giờ thì tốt rồi. Mối lo lớn nhất đã được xóa bỏ. Ba ơi, để con đi lấy thuốc cho ba. Tôi già thật rồi. Lành già sắp có gia đình. Cũng coi như là tôi bớt được một mối bận tâm. Quân Tam tính tình lương thiện, là một người có lòng nhiệt huyết. Tôi vẫn luôn có cảm giác, nếu con gái ông lấy cậu ấy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Không biết cô gái nhà nào may mắn quá gặp được người như cậu đó. Cậu Tiêu, có thể cho tôi mượn sợi dây chuyền cậu đang cầm không? Sao cậu có được sợi dây chuyền này vậy? Đây là món đồ quý giá của vợ sắp cưới của tôi. Nghe nói là do ba mẹ cô ấy để lại. Cậu có hình của vợ sắp cưới của cậu không? Nó chính là A Quý. A Quý. A Quý. À Quý.
Thật ra Lan Gia là con gái nuôi của tôi, con gái ruột của tôi đã bị thất lạc vào 23 năm trước. À Quý, con ngoan nha, con đừng sợ, con đừng đi đâu hết. Hãy ở đây chờ ba. Ba sẽ quay lại đón con. Đuổi theo tao đi, tao ở đây nè. Sau khi thoát được truy sát, khi tôi quay lại căn nhà đó, A Quý đã biến mất. Tôi đi khắp nơi tìm tung tích của con bé, nhưng không có tin tức. Cuối cùng, tôi gặp được một bé gái có tướng mạo giống A Quý, nên nhận làm con gái nuôi để xoa dịu nỗi nhớ nhung. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ tới A Quý. Hội trưởng, rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Sợi dây chuyền này chính là sợi dây chuyền tôi đã đích thân đeo lên tay của A Quý. Chắc chắn không sai, vợ sắp cưới của cậu chính là A Quý, con gái ruột của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Bà ơi, bà có sao không? Mạc Thanh Nhàn, con gái của bà, chắc chắn nó là con gái của tôi. Hội trưởng, ông có biết người tôi muốn tìm có tướng mạo rất giống với Lan Gia không? Bà có lỗi với con, để lạc mất con 23 năm. Giờ này để con quay về kiểu này. Hội trưởng, ông từng hứa với tôi sẽ tìm ra cô ấy. Từ đầu ông đã hứa với tôi. Đức Vinh, bình tĩnh đi. Chuyện này là quá trùng hợp. Tạm thời không cần biết có trùng hợp hay không. Đức Vinh nói đúng. Bây giờ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta chính là tìm cho ra Mạc Thanh Nhàn. Bà ơi, mấy hôm nay con đã tìm khắp các cứ điểm có liên quan tới băng Hoa La, nhưng sau đó vẫn không tìm được Mạc Thanh Nhàn. Tìm tiếp đi, kêu tất cả mọi người tìm tiếp đi. Cho dù lật tung ba công lên cũng phải tìm cho ra con gái của tôi. Gia Tôn, tao phải băm dằm mày. Ơn trên phù hộ, tha sung xin thề. Nếu A Quý có thể bình an trở về, con xin xuất gia chuộc tội, áo quần đơn sơ, ăn chay tụng kinh, không ham muốn gì nữa. Ba, cậu Tiêu, tôi trả nó lại cho cậu, giao cho cậu, tôi yên tâm. Cảm ơn cậu. Quân ta, chúng ta đi thôi.
Mày nói sao? Phủ tướng quân binh biến sao? Tại sao lại binh biến? Bây giờ Phó Quan Sai đã khoác lên mình bộ đồ tướng quân, mới sáng sớm đã bí mật cùng bàn bạc với Bách Đông Phương và Tha Xuân. Nói tiếp đi. Quân đội trên đường phố đã rút đi hết. Nghe nói là cuộc thi vẫn phải diễn ra. Bách Đông Phương, đồ khốn kiếp. Xem ra bây giờ chúng liên thủ lại để đối phó chúng ta. Phải làm sao đây? Gia San này có đủ sức đánh lại Quân Tan không? Trông mong vào Gia San? Không, phải trông mong vào con nhỏ đó. Biến đi cho tao. Biến. Tiểu Thất, cô trốn trong phòng đừng nhúc nhích. Bao dây hết cho tao. Ô, đại ca Gia Tôn à, đã lâu không gặp. Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Bác sĩ Diệp càng ngày càng xinh đẹp. Sao rồi? Sức khỏe đại ca bây giờ yếu như vậy, xem bệnh thôi mà cũng cần nhiều người như vậy sao? Yên tâm, có súng thì thân thể khỏe ngay. Anh dù gì cũng là đại ca của Băng Hoa La, nửa đêm đến ức hiếp một người con gái. Người này đã từng cứu mạng anh. Nói ra ngoài, thể diện của anh còn không? Phim được dịch và lồng tiếng. Bác sĩ Diệp, tôi đã từng nói với cô rồi, chỗ này của cô rất đen đủi, tôi rất không muốn đến. Hôm nay đến đây đều là vì người bạn mới của cô. Chỗ của tôi đều là người bệnh, chỗ nào ra bạn bè? Anh nói đến người Trung Quốc đó hả? Thế nào, cấp dưới bị một người bệnh giết chết? Đầu sỏ địa phương như anh cũng thật yếu ớt. Đừng cho là tôi không dám xử cô. Dù là loại phụ nữ như cô, tôi không có hứng thú. Nhưng bọn chúng thì không chọn đâu. Đừng đóng kịch nữa. Nói, người đâu? Chỗ của tôi chỉ là phòng khám nông thôn. Người bệnh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm sao tôi biết được? Năm đó không phải anh cũng vậy sao? Đừng có nhắc năm đó với tôi. Không nhắc không được. Sợ anh quên rồi. À, được, tôi không quên. Cô thật sự không biết bọn chúng ở đâu sao? Tôi biết chứ. Nói đi. Nghe họ nói đắc tội với đại ca Gian Tuân Anh, nên đi đầu quân vào Hiệp hội Mô Trinh rồi. Đừng lấy Hiệp hội Mô Trinh lại hù tôi. Gia Tuân tôi không sợ gì hết. Nhưng mà tôi vẫn là không tin cô. Người đâu? Lục soát cho tao. Chúng tôi là ân nhân cứu mạng của cô hai. Đây là quy tắc. Họ nói gì vậy? Hắn nói đây là quy tắc.
Anh, chúng tôi đã tìm hết rồi, không có người. Lần sau có nhận người bệnh thì mở mắt nhìn kỹ vào cho tôi. Bác sĩ Diệp, tôi hy vọng mỗi lần cô đưa ra lựa chọn đều là đúng. Đi. Thật ra tên khốn kiếp Gia Tôn muốn chúng ta chờ tới bao giờ đây? Có phải hắn đang chờ chúng ta không? Hội trưởng còn không nôn nóng. Anh nôn nóng gì hả? Tôi nói nè, đám anh em không mang theo hàng nóng thật sao? Súng hả? Không đem. Hội trưởng nói lần này đi đàm phán, không phải đi đánh nhau. Không đem, không đem, lúc nào cũng không đem. Đừng lo lắng, tôi đã kiểm tra nguyên con đường này rồi, không có vấn đề gì đâu. Thiết nghĩ thằng nhóc Gia Tôn cũng không có gan nổ súng trên con đường này, tướng quân sẽ không tha cho hắn. Nghe nói bên phía tướng quân cũng có động tĩnh. Tới rồi. Lâu rồi không gặp anh Ban Ly. Nhóc con mày đã tới trễ. Xin lỗi nha, hôm nay dậy trễ. Dậy trễ. Khốn kiếp. Ban Ly, không được mang theo súng. Sợ món đồ này tới vậy sao? Có cần tôi kêu đám anh em cởi quần ra cho anh kiểm tra không? Một mình cậu không đem theo súng cũng được. Giao ra đây. Tôi muốn xem thử coi tại sao không được đem. Thì là không được. Dừng lại. Cho hắn vào đi. Hội trưởng, có trà gì ngon hả? Trước giờ Gia Tôn không để mắt tới trà của tôi, nhưng mà lần này cậu tới tìm tôi uống trà, nên kiểu gì cũng phải lấy đồ ngon một chút. Mời thưởng thức. Không biết phép tắc. Cô
không có phép tắc. Thường thì chuyện gì cũng phải nói tới trước sau phải trái. Nếu cậu muốn uống thêm thì cũng phải để người ngồi trước mặt cậu uống một ngụm trước. Cậu đó vẫn không biết tính toán. Giờ trà này không ai uống được nữa rồi. Hội trưởng nói đúng. Hôm qua tôi đã mất hơn 30 người trong tay ông. Món nợ này nhờ ông tính toán giúp tôi. Mấy người tung tin giả kho thuốc phiện, dụ chúng tôi tới đó bày kế đánh lén. Tài không bằng người thì đừng trách người khác. Rõ ràng là mấy người kéo tới kiếm chuyện. Người của tôi ra tay tự vệ, giờ còn quay ngược lại đổ thừa sao? Nếu tôi nói Hiệp hội Thương mại Mojin giấu đàn bà của tôi, sau đó đưa người tới đó kiểm tra thì cũng được đúng không? Gia Tôn, anh đừng hỗn xược quá. Tôi hỗn xược. Lão đại đang nói chuyện, cô là cái thá gì? Ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Mất nhiều đó anh em, vẫn chưa thấy đủ. Cứ muốn máu chảy thành sông sao? Bớt lấy câu đó ra hù dọa tôi đi. Tuy Hiệp hội Mojin của ông có thế lực lớn, người khác sợ ông, nhưng thằng Gia Tuân này không sợ ông. Náo nhiệt quá. Phó quan sai, nòng cốt quân nhân dân Pa Công. Tôi thích nha. Tôi đã kinh doanh ở Pa Công này mấy mươi năm. Thứ tôi canh giữ cũng chính là quy tắc. Những người không tuân thủ quy tắc cuối cùng cũng sẽ biến mất. Hù dọa tôi sao? Tôi sợ quá. Tôi muốn nói cho cậu biết, những người phá hoại quy tắc sẽ bị trừng phạt. Trước giờ không có ngoại lệ. Hiệp hội Thương mại Mojin bao nhiêu năm thống trị ở Ba Công này, thực tế không cho người ta con đường sống. Dựa vào đâu mà chúng tôi không thể tự mình tìm đường? Sòng bài, nhà thổ, có món nào mà ông không làm không? Nuốt nhiều con phố như vậy, bộ không sợ ăn no đau bụng sao? Hội trưởng ông cũng bước nửa chân vào quan tài rồi, chi bằng sớm ngày rửa tay gác kiếm, để cho người trẻ tuổi làm đi. Im miệng khốn kiếp. Nếu tôi muốn đuổi cùng giết tận thì cậu đã không còn ngồi ở đây. Đừng giả bộ tử tế với tôi. Trước đây ông không thành công, bây giờ càng không thể được. Anh quên Sô Tôn rồi sao? Mày có muốn đền mạng không? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Ba Công cấm dùng súng. Sao đây? Quy tắc cũng không thể ngăn cản chó cắn nhau sao? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Sinh tài cái con khỉ. Có người ỷ mình già, muốn chặn đường phát tài của người khác. Phó quan sai, cậu hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ uống trà tâm sự thôi. Tướng quân đã biết chuyện của mấy người, cũng chỉ mất đi vài tên đàn em thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Vì có người có cánh tay quá dài, nhúng tay vào chuyện không nên nhúng tay.
Đúng ra buôn bán là mọi người cùng kiếm lợi, nhưng có vài thanh niên quá manh động, không tuân thủ quy tắc, nên đôi khi chúng ta cũng cần phải dạy dỗ một chút. Hội trưởng, ông tôn trọng quy tắc. Tất nhiên tướng quân biết, nhưng có đôi khi ông cũng phải biết nhìn rõ thời cuộc. Mấy năm nay Bang Hoa La đang cống hiến rất nhiều cho Pa Công, tướng quân cũng đã nhìn thấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Đừng tưởng là tướng quân không biết hai người âm thầm giở trò sau lưng. Mấy năm nay Pa Công lộn xộn không yên ổn, tướng quân rất không vui. Có điều trước giờ tướng quân không hề thiên vị, vậy nên hai người phải nghĩ cách khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục. Nói tóm lại là tướng quân không muốn lại nhìn thấy hai bên chém giết lẫn nhau, đã hiểu chưa? Ngoài đánh ra không còn cách khác. Thật ra cũng không phải là không có cách. Bách Đông Phương, thương nhân người Hoa thần bí. Thật ra anh Gia Tu nói rất đúng, chuyện trong giang hồ nên xử theo quy tắc giang hồ. Xin nghe cao kiến của anh. Tôi nghe nói Pa Công là dùng đất đấu võ, mọi người đều yêu thích đấu võ, hễ gặp rắc rối thì đều giải quyết bằng cách đơn đả độc đấu. Có thật là như vậy không? Cả hai bên đều rất đông người, đánh hết được sao? Thật ra tôi ngưỡng mộ đấu võ gì đó của Pa Công lâu rồi, nhưng mà lâu nay không có cơ hội thưởng thức. Lần này tuyệt quá rồi, cơ hội đã chín mùi. Bởi vì tướng quân đề nghị hai băng nhóm tổ chức ba cuộc thi dạng như đấu võ cấp cao. Ai thua hai trong ba trận thì tự động cúi đầu nhường bước để bày tỏ thành ý. Có điều đương nhiên, mỗi cuộc thi đều được tổ chức trong bí mật. Hai băng mỗi băng trích ra 20% tiền nước là hợp tình hợp lý. Nhưng mà chi phí cho vụ này không hề nhỏ. Đúng vậy, nhưng anh đừng lo, có tướng quân bảo đảm, tôi sẽ thúc đẩy cuộc thi này. Hai vị không có ý kiến gì chứ? Miễn tướng quân vui là được. Tôi sao cũng được. Thi đấu võ, được, thú vị. Cũng lâu rồi tôi không chơi lớn như vậy. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Báo cáo tướng quân, có Bách Đông Phương tới. Nhờ phúc của tướng quân, tạm thời hai băng nhóm đã hòa giải rồi, hiện đang chuẩn bị thi đấu. Tướng Pu Quan Li, thống soái quân nhân dân Pa Công. Sau khi tổ chức cuộc thi, tôi sẽ đem 40% doanh thu tới phủ cho tướng quân. Anh nói sao? Đưa tôi 40%. Coi đó, coi trí nhớ của tôi tệ chưa? Sao 40% được chứ? Tất nhiên phải là 60% rồi. 60% đó tướng quân.
Nếu họ không thành thực, nên giải quyết thì cứ giải quyết, rõ. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Hội trưởng, hội trưởng. Hội trưởng, hay là để tôi đi đấu võ đi. Cậu ngồi xuống trước đi. Nếu như là 20 năm trước, cậu sẽ giành lấy ngay không nhường ai. Nếu nay không gặp chuyện thì tôi cũng không nói như vậy. Nhưng mà tình hình hiện giờ, đấu võ cần thanh niên trai tráng. Trong mấy trăm anh em của chúng ta không có nổi hai người trai tráng. Kunta, anh nói coi có đúng không? Đương nhiên bên mình có trai tráng, nhưng nếu xét tới võ nghệ và kinh nghiệm đấu võ thì thực sự không có ai bằng được Nai. Chúng ta có bao nhiêu phần trăm giành được chiến thắng chung cuộc? Chưa tới 30%. Đi ra ngoài tuyển cao thủ thì sao? Đã cho người đi tuyển rồi, nhưng chỉ còn vài ngày tới là thi đấu, sợ là không kịp. Trận đấu võ này liên quan tới tồn vong của hiệp hội. Nếu như thua cả hai trận thì chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bị mất mặt thì không nói, quan trọng là không giữ được địa bàn và không còn chỗ đứng nữa. Vì vậy, việc chọn người thi đấu không thể qua loa. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Thôi thì đừng thi nữa, cho vài tên sát thủ đi xử lý tên Gia Tôn. Chỉ cần xử được Gia Tôn là xong chuyện ngay, có đúng không? Anh tưởng bây giờ dễ xử Gia Tôn vậy sao? 4 năm trước tốn rất nhiều công sức, nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Bây giờ cánh của hắn đã cứng cáp, đi xử hắn chỉ hại chết anh em. Dù anh chịu, nhưng hội trưởng có chịu không? Tướng quân có chịu không? Nè, sợ chết hả? Cách này hay nè. Anh chịu thua đi, anh giao lại hết chuyện làm ăn, sản nghiệp, giao hết cho Gia Tôn với tên thương nhân người qua. Không chừng Gia Tôn sẽ vui vẻ tha mạng cho anh. Nè, sở dĩ chúng ta rơi vào thế bị động như ngày hôm nay đều là vì sự ngu ngốc của anh đó. Anh có hiểu chưa? Nè, thằng khốn kiếp, mày lặp lại lần nữa tao coi. Sao hả? Ngồi xuống. Kunta, cậu thấy sao? Nay tướng quân đã nói vậy, nếu còn làm ầm ĩ nữa thì chắc chắn chúng ta là người chịu thiệt sau cùng. Băng Hoa La đồng ý một cách nhanh lẹ, không bình thường chút nào. Có lẽ là chúng đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới. Nếu nay vẫn còn thì trận đấu này chúng ta vẫn hy vọng còn phần thắng. Anh à, tôi cứ có cảm giác chuyện bị đánh lén trong chợ, hình như chuyện này không hề đơn giản. Vì sơ suất của con nên mới dẫn tới chuyện lần này. Con xin gánh chịu mọi hậu quả. Cô hai, tôi không có ý truy cứu trách nhiệm. Thưa ba, con xin đón nhận trừng phạt. Kunta, cậu phụ trách việc xử phạt. Lành gia sơ suất giám sát nên xử trí thế nào?
Hiệp hội Mojin không có gạt chúng ta. Băng Hoa La không tới đây, họ nói xã hội đang đình chiến rồi. Đình chiến? Chuyện này là sơ suất của con. Lanh Gia nên cắt ngón tay để tạ tội. Khoan đã, hội trưởng, lần này cô hai đã xử tên Sô Tôn, đã trả thù cho Nai. Phải đó, thưa hội trưởng, hiện giờ kẻ địch đang ở trước mặt, lúc này chúng ta không nên làm tổn thương người mình. Hội trưởng, không có ngón tay, cô hai lấy chồng kiểu gì? Nay đã chết. Chuyện quan trọng nhất là thi đấu võ. Đại ca, tuy cô hai có lỗi trong chuyện này nhưng cũng có công. Thật ra cậu muốn nói gì? Theo như tôi thấy, hai đứa ở trong bệnh viện đều có thể đánh đấm, và lúc này chúng cũng đang cần cô hai giúp đỡ. Giờ là lúc cần người, nhưng chúng không đồng ý gia nhập, có đúng không? Chỉ cần giải quyết được tên Trung Quốc thì chắc chắn chúng sẽ làm việc cho chúng ta. Con từng thấy chúng đánh nhau, chắc chắn không thua kém này. Cô hai, tôi nghe nói hai bọn chúng có thù với Băng Hoa La, đúng không? Phải. Ít nhất chúng không đứng về phía Băng Hoa La. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần chúng ta đi lôi kéo hai thằng nhóc đó, vậy thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Cũng trùng hợp quá rồi. Đầu tiên là đánh lén chợ, tự dưng nhảy ra hai tên cao thủ. Sau đó thì lại tới trận đấu võ này, cứ phải cá cược tới tính mạng. Thật sự quá trùng hợp. Tôi không tin được chúng. Đừng quên vụ ở phố vàng, thằng Trung Quốc đó đã tới đập phá. Để đề phòng sự sơ suất, hay là tốt nhất cho người của chúng ta đi điều tra chúng. Mọi người nói thử xem. Bác sĩ Tiểu Diệp, có tin rồi. Tôi dò la kỹ càng rồi. Hiện giờ khắp cả ba con đều đang bàn tán. Tướng quân không cho phép Hiệp hội Mô Sinh sống mái với Băng Hoa La, yêu cầu dùng cách đấu võ truyền thống để dập tắt tranh chấp. Phe nào thắng thì nghe theo phe đó. Vậy Tha Sung với Gia Tuân đồng ý rồi sao? Tướng quân đã lên tiếng, ai dám không đồng ý? Nghe nói còn có tướng quân bỏ tiền ra tổ chức cho họ thi đấu 3 trận, đánh 3 thắng 2. Lần này náo nhiệt rồi đây. Nếu như có thể giải quyết chuyện này trên võ đài thì cũng là chuyện tốt. Cô yên tâm đi, không phải bây giờ có người bảo vệ chúng ta rồi sao? Chắc chắn Băng Hoa La không dám kiếm chuyện nữa đâu. Nè Sóng Bự, anh hãy canh chừng kỹ hai người anh em của anh, đừng để đi ra ngoài gây chuyện nữa. Nếu như có sức lực mà không có chỗ phát huy thì cứ tới phụ giúp tôi. Nè, không được tới chỗ võ đài chui nữa.